nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn dòng bếp đôi EHDIH330 và EHMix330 với điểm nổi bật là phím cảm ứng lớn, làm cách điệu, đơn giản và siêu nhạy. Bếp được lắp ráp trực tiếp tại Việt Nam, trang bị bằng mặt kính Scott Ceran nguyên khối, vắt cạnh, được nhập khẩu nguyên tấm từ Đức. Mặt kính có khả năng chịu lực lên tới 15kg, chịu nhiệt lên tới 1000 độ C, sốc nhiệt lên tới 800 độ C. Bộ khung bếp làm bằng thép giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng bên trong tốt hơn. Cùng với những dòng bếp từ thông minh với những tính năng hiện đại, phù hợp với gia đình trẻ, thì dòng bếp đôi 330 gồm những nút bấm cảm ứng đơn giản, siêu nhạy, được dùng ngay cả khi tay ướt. Bảng điều khiển được thiết kế thông minh giúp tối ưu hóa mọi thao tác điều khiển. Với hai vùng nấu riêng biệt có đường kính 22cm, công suất tối đa đối với bếp nhiệt là 2200W, còn đối với bếp từ là 3000W. Khi khởi động, chế độ booster đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Dòng bếp đôi Chef 330 có những tính năng cơ bản như tính năng nấu siêu tốc booster sẽ nâng công suất lên đến 3000W trên vùng nấu bạn chọn, cao hơn các dòng bếp từ khác chỉ đạt công suất 2300W tới 2700W và giúp bạn xào nấu thức ăn nhanh chóng mà vẫn đảm bảo độ tươi ngon. Hãy chạm vào phím B để kích hoạt chế độ nấu booster. Màn hình LED sẽ hiển thị mức 9, giúp bếp đạt công suất tối đa khi nấu. Tắt chức năng này bằng cách thay đổi mức công suất xuống thấp hơn hoặc tắt vùng nấu. Tính năng tự nhận biết khi không có nồi trên bếp từ, Fault Detection. Chức năng nhận biết có nồi được tự động kích hoạt khi vùng nấu bếp được bật từ sau 2,5 giây. Trong trường hợp trên, bếp không có nồi, màn hình hiển thị chữ U và mức công suất đã chọn sáng nhấp nháy luân phiên nhau. Sau khoảng thời gian 2 phút, nếu bếp từ nhận thấy không có nồi, bếp sẽ tự động chuyển về trạng thái mặc định ban đầu. Không, nếu chỉ có một vùng nấu đang sử dụng trong khoảng thời gian 20 giây, bếp sẽ tự động tắt đi. Thêm vào đó, tính năng khóa trẻ em, chai lock sẽ đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Để sử dụng, bạn hãy ấn và giữ phím hình chìa khóa đến khi đèn lock sáng là được. Như vậy là chế độ khóa đã kích hoạt. Để hủy, hãy nhấn và giữ phím lock trong vòng 3 giây để mở khóa. Chức năng hẹn giờ timer lên tới 5 tiếng. Bạn có thể tùy ý lựa chọn thời gian bếp nấu hoạt động, nhấn vào biểu tượng timer. Sau đó, chọn giá trị hẹn giờ cho vùng nấu bằng cách chạm và giữ tay vào phím cộng hoặc trừ để tăng hoặc giảm giá trị thời gian hẹn. Màn hình bộ hẹn giờ sẽ hiển thị 10 giây cuối cùng của thời gian hẹn và đếm ngược về 0. Hết thời gian, bếp sẽ tự ngắt và có chuông cảnh báo bíp bíp tối đa trong vòng 2 phút. Tính năng cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (residual heat) giúp bạn nhận biết khả năng mặt kính còn nóng hay không sau khi nấu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Sau khi đun, vùng nấu mặt bếp còn nóng trên 65 độ C, bếp điện sẽ có đèn LED chữ H sáng cho đến khi nhiệt độ xuống dưới 60 độ C. Bếp có kích thước 750mm x 450mm, tương tự với các mẫu sản phẩm khác của Chef như bếp đôi EHDIH888P, bếp đôi EHDIH888, bếp đôi EHMix333. Vì nếu so sánh với kích thước phổ thông của những chiếc bếp kiểu gas, điện kiểu cũ là 700mm x 400mm, thì kích thước của các dòng bếp này sẽ dễ dàng thay thế mà không phải cắt hay sửa đá quá nhiều, phù hợp với mọi không gian bếp. Để lắp đặt âm chiếc bếp từ Chef, bạn cần khoét một lỗ với kích thước vừa với đáy bếp 670 x 380mm, đặt bếp vào vừa lỗ khoét, sau đó nối điện cho bếp qua một automat. Công suất tối đa của bếp là 3000W, nên dây phù hợp là dây cắp điện 2,5, automat lớn hoặc bằng 20A. Dây nguồn của Chef là dây ba lõi riêng biệt theo tiêu chuẩn châu Âu, với một dây mát, một dây nóng nối vào nguồn điện, một dây nối đất có thể gắn trực tiếp vào tường hoặc vào hệ thống nối đất của tòa nhà bạn đang sinh sống. Lưu ý, nên để không gian dưới khoang bếp thông thoáng, không ẩm ướt, khoảng cách giữa đáy bếp với khoảng tủ dưới nếu để âm và mặt đá nếu để dương ít nhất là 1cm. Vệ sinh bếp sau mỗi lần nấu nướng bằng khăn sạch và nước lau kính để giữ mặt bếp luôn sáng bóng. Đối với các vết bẩn lâu ngày, bạn hãy sử dụng dụng cụ vệ sinh chuyên nghiệp và một ít hỗn hợp baking soda. Khi chọn dòng bếp đôi Chef 330, các bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Bếp từ đôi EHDIH330 có hai mâm từ tự nhận biết kích cỡ song nồi nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức. Bếp đôi hỗn hợp EHMix330 gồm một mâm từ và một mâm nhiệt IGO Highlight nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức.